về xào nhân 100 lít. Bây giờ là trước khi mà các bạn xem thì các bạn sẽ cho làm nóng chảo lên trong khoảng 10 phút. Đây là ở đây là hiển thị là mình đã bật được lên cho chảo nóng được 9 phút rồi. Nhiệt độ hiện tại giờ là lên khoảng 106 độ. Nhiệt độ mà mình cài cho cái này là 171 độ như này. Và mình chuẩn bị sẽ thêm 10 phút thì mình sẽ đổ cà rốt vào. Cà rốt là của khách hàng từ Long An tới là đã tẩm nước sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc cho lên máy để thêm thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cho mứt vào nhé. Chảo này là dung tích 100 lít nhưng mà đây là khách đem đến 9 kg cà rốt để test thử máy. Chơi em dại.